trước này, đó nó có điện này. Trong khi Ricky chờ đợi muốn trải nghiệm thử cái máy này nó cảm giác nó như thế nào nha. Go ahead, press it one more time, just press it, you don't have to hold it. Yep. Ricky xin chào mọi người nha. Hiện tại Ricky đang ở trong mall và đây là mình đang đứng trước cái tiệm Apple nha cả nhà. Đó, ngày hôm nay Ricky muốn vô thử cái máy này nha cả nhà. Mình muốn vô thử cái máy này nha, ngày hôm nay nha. Thì đỡ phải cái này mình muốn thử là phải có hẹn. Thì máy này hiện tại thì đang bỏ giá bán là 3.499 đó mọi người. Rất là đắt tiền nha. Không biết cái công nghệ này họ làm như thế nào mà nó rất là đắt tiền hiện tại cái giá cái máy game này nha cả nhà. Thì cái máy game này nó nói là tất cả mọi thứ rồi giống như một cái computer, vừa chơi game mà vừa làm việc giống như một cái máy vi tính vậy cả nhà. Bây giờ Ricky đang chờ, trong khi để nhân viên setup cho Ricky thử cái máy này cảm giác nó như thế nào nha. Trong khi chờ đợi nha cả nhà. Apple Vision Pro sử dụng thực tế ảo và tăng cường chạy trên cái mà Apple gọi là hệ điều hành không gian đầu tiên trên thế giới với giao diện 3D và đặc biệt là không có bộ điều khiển đi kèm với nó. Vision Pro nhìn có cảm giác quen thuộc, thiết kế khá là giống với những mắt kính VR của các hãng khác, nhưng thực ra nó sẽ đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng mà chưa sản phẩm nào trước đây có được. Khi đeo Vision Pro vào thì bạn có thể xem, nghe và tương tác với nội dung kỹ thuật số giống như là trong không gian vật lý của bạn. Và điều đặc biệt ở đây là người dùng có thể điều khiển bằng các công cụ tự nhiên và trực quan nhất như là mắt, tay và giọng nói của chính mình. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Với Vision Pro, bạn không còn bị giới hạn bởi màn hình nữa. Mọi thứ trở nên sống động, chân thật ở môi trường 3D và có thể trải rộng ra vô tận. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng, điều chỉnh kích cỡ to nhỏ bất kỳ hay là đặt ở bất kỳ đâu mà bạn muốn. Chụp ảnh và quay phim và sống lại những kỷ niệm quan trọng nhất theo một cách hoàn toàn mới. Xem phim, các chương trình giải trí hay là thể thao hoặc là chơi game trên màn hình khổng lồ được bao quanh bởi âm thanh không gian. Bạn có thể kết nối với mọi người online như thể là bạn đang chia sẻ cùng một không gian với họ và ngay cả cách bạn làm việc cũng đã hoàn toàn thay đổi luôn. Đây, cả nhà mình quay cái máy game này cho mọi người xem nha. Cái cục đây là cái cục battery nha, cục pin. Khi mà mình mang vô cái này á, là mình chơi thì mình có thể mang cái này gắn vô với mình luôn nha. Thì ở trong đằng cái mặt kính ở phía đằng sau này cả nhà. Ở trong này á, nó làm rất là mỏng nha, rất là nhỏ xíu à, rất là nhỏ mà nó cái công nghệ nó rất là nhỏ nha. Và hiện tại thì nó giống như một cái máy vi tính vậy cả nhà. Thứ có thể game nè và giống như một cái máy vi tính, đầy đủ mọi thứ nha. Có thể xem movie và có thể chơi game đồ, tất cả mọi thứ chỉ có một găng tay thôi cả nhà. Và nãy giờ Ricky đang chờ đợi thì phải có cái đúng giờ họ muốn cho mình thử cái máy này nha. Mình quay lại cho mọi người xem nha. Ở cái mặt ở đằng trước này, đó. Nó có điện nè. Cái kiểu đó, điện mọi người. Wow. Trong khi Ricky chờ đợi muốn trải nghiệm thử cái máy này nó cảm giác nó như thế nào nha. Trong khi chờ đợi khoảng chừng khoảng 15 phút nữa cả nhà. Đó, cái này phải có giờ chứ không có ai muốn vô thử được nha. Mình phải lấy hẹn, mình muốn được thử nha cả nhà. Wow wow. Anh này cũng vậy luôn cả nhà. Đó, đang thử cái máy đa năng này nha. Cái này. Đó đây cả nhà, hiện tại đang khách hàng đang thử nha. Đấy, giống như cái màn hình đó gọi là 3D á. Khi mà cô ta mang cái đó vô đó là thấy bên này là giống như 3D đó. Cái máy này là cực kỳ là đa năng cả nhà. Đó. Đó thì khi mình mang cái này thì mình di chuyển hướng nào thì cái màn hình này nó sẽ di chuyển theo cái chiều đó nha. Đó, cực kỳ là hay luôn cả nhà. Don't get too scared. Ricky đang mới vô bàn rồi nha, chuẩn bị chở máy, chở setup, để Ricky trải nghiệm
cái máy Apple Vision Pro này ngày hôm nay nha cả nhà. So we'll be using basically these two buttons for right now. So this is called the Digital Crown. And what we'll use this for is to navigate to home view. It's kind of like right here. That's a power on and off? Kind of. So you'll use this to navigate to home view. And then you're able to turn it clockwise and counterclockwise to dial in and out of environments, which we'll go through. This on the side is the fit dial, and once you put it on, you'll tighten that to your liking, make sure it's comfortable enough for you. And then this third button is for capturing spatial pictures and spatial video, so pretty cool. So what I'm gonna have you do, give me a second while I connect. I really was, because I wasn't expecting. I've never tried any of the other ones, but I heard they were trash. And I'm not so that was not. Yep, so that's the cover for it. That's the bag for it. And then they're like, oh, you're gonna be doing it. I tried it for the first time, so the first time I tried. Give me a second. Once this connects, I'm gonna have you put it on. And then to put it on, what you're gonna do is use your thumb, place it on the bottom here, and then put the rest of your fingers on the top, and then you'll use your other hand to stretch this over your head. So whenever you're ready, you can go ahead and put that on. I think that's the big one for me. Before, when my last job, I had to have that. And then use the fit dial on the side, on the right side. My boss was like, I'm getting one, so I can ignore him. Yeah. He's got little kids though, that's so. Hilarious. Is that comfortable enough for you? Yeah, just come on now. Yeah, I really. Got you. What do you see? I see the cycle. Yep. All right. Go ahead and hold the digital crown for me. Yep. Go ahead. Hold that. Hold out. Yep. You can let go. So what you see, man? I see you now. So I also have an iPad in front of me, so it lets me know, like, if you get stuck, I'll be able to help you. Yeah. Got you. It says hello. So go ahead and press that digital crown just once. Get the one. Yep. Yep. Oh, so weird. Now you can let go. Yeah. Tom, just press it. You don't have to hold it. Yep. So you're gonna put your hands out, facing outwards from you, up a little bit more. So we're just getting your orientation set up. Next we're gonna do is we're gonna set up your eye orientation. So like to your right side. Press the digital crown for me. Press it one because more time. The big problem that most people have in a workspace is distractions. Yeah. So being able to eliminate the distractions. No, I agree. I would like. So look at it and then tap your finger. And then you can also leave your hands at the table. The side of the Vision Pros have sensors. You don't have to move. Yeah, you don't have to move. So just look around you. Oh. Hold this. And once you're so this is a new way of looking at panorama photos. Yeah. Side to side. So look to your it's right. A hill. Yeah. And you'll see a man. Wow. Yep. So do me a favor and scroll to the next photo. We'll pinch your finger. Yep. And then, so pinch your finger. We'll pinch it and then drag. So pinch, hold, and then drag. Yep. And then now you're on the Oregon coast. And then the next photo that we'll be looking at is actually a spatial photo that was shot on the Apple Vision Pro. So you can take photos on the Apple Vision Pro. All right. Wow, this is a little scary here. Push that one and hold it down. This is the only time you're going to hold it. Yeah, it looks like you're actually there. Perfect. Okay, let go. All right, here in a second, you're going to see a hello. And once you see the hello, I'm going to have you press and release the digital crown again for me, okay? So just do it real fast. Press and release. So you can go ahead and take it off now. Okay. Perfect. All right, here in a second, your eyes are going to be set up. It's pretty cool, man. Yeah, so what you think, man? Yeah. Definitely different than the Oculus, ain't it? Nãy giờ Ricky cũng đã trải nghiệm qua cái máy này, thì rất là hay nha cả nhà. Ricky trong Apple Store mới ra siêu nha cả nhà. Nãy giờ Ricky cũng đã trải nghiệm cái máy Division 4 của
chính hãng Apple đã làm ra. Thì cái máy này theo Ricky đã trải nghiệm qua thấy nó cực kỳ là siêu đẳng cấp nha cả nhà. Ricky xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại nha, bye bye.